Một điều tệ hại mà ba mẹ Sài Gòn thường làm vào ngày nghỉ của con là cho con bấm điện thoại. Ba bấm điện thoại, rồi mẹ cũng bấm điện thoại luôn. Thay đổi bằng cách cho con vừa chơi vừa học tại Top World. Cùng ba cho con khám phá xem ở đây có gì nha. Hai chị em cất dép gọn gàng, đeo vòng tay, mang vớ, rồi cùng ba tiến thẳng vào khu vui chơi 1.500m2 lớn nhất tại quận Tân Phú luôn. Cuối tuần không cần đi biển xa xôi khi con gái có thể chơi xúc cát mát mẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Luyện cơ tay chắc khỏe với các chướng ngại vật khi leo lên cầu tuột, vì Kaka chưa leo được nên ba sẽ hỗ trợ nha. Chỗ này vừa phù hợp cho những bé đam mê tốc độ với trò chơi trượt chuối từ trên cao, ôm banh trượt qua các con dốc. Những bé thích thử thách thì có ngay trò leo dốc bấm nút, ai bấm trước thì sẽ giành chiến thắng. Còn có trò vượt chướng ngại vật bằng dây, bên dưới sẽ có các đệm xốp êm ái. Mà mẹ cứ yên tâm về độ an toàn, vì mấy đôi vớ con mang có các hạt nổi giúp chân con bám vào sàn, dễ dàng di chuyển. Tới đây mẹ chỉ cần ngồi cà phê tâm sự cùng các mẹ bỉm khác. Ủa mà ba mẹ ngủ hết rồi nè, vì có các cô đảm nhận luôn phần hoạt náo tạo trò chơi, giúp cho buổi vui chơi của các con trở nên thú vị hơn. Đặc biệt tình cảm gia đình sẽ gắn kết hơn bằng các buổi workshop được tổ chức hàng tuần do giáo viên đầu ngành thiết kế. Hôm nay ba ba và tụi nhỏ sẽ được trải nghiệm làm món bắp xào. Các món mà chỉ cần đi ngang qua khi đang xào là thơm nức mũi. Vì đây là lần đầu tiên được vô bếp của bé chuột nên khoái lắm, chăm chú lắng nghe không sót một câu nào. Thực hành cũng như đầu bếp chuyên nghiệp luôn, đúng là con gái của papa. Tranh thủ làm bắp xào xong thì mình ăn trưa luôn. Menu ở đây thì đa dạng nhưng bà nhỏ vẫn thích nhất là gà rán. Có luôn những món dành cho người lớn để ba mẹ ngồi ăn cùng con nha. Vừa ăn xong là hai chị em nhìn trúng khu bạc nhúng với nhà phao liền. Có đam mê nhảy nhót giống ba nên đứa nào cũng nhảy hết mình hết cỡ luôn ha. Cháy hết mình với đam mê nhảy nhót rồi thì Kaka quay lại với dàn siêu xe, thử hơn 20 loại xe luôn. Còn chị chuột lại quay về với các trò chơi nhẹ nhàng, nữ công dai trắng với góc nấu ăn, cắt mọi loại rau củ mô phỏng, hóa thân thành thợ trang điểm với góc make up và nhạc sĩ với góc đàn piano. Nếu con thích đấu trí với các trò chơi chiến thuật thì có luôn khu cờ vua với dàn huy hiệu siêu khủng. Đặc biệt, dịch vụ tổ chức sinh nhật cho bé vô cùng chất lượng mà chỉ có 179k. Ba mẹ chỉ cần dắt con và các bạn nhỏ đến. Còn mọi khâu từ trang trí, bàn tiệc đến sân khấu đã có các cô các chú lo hết rồi. Đa dạng trò chơi kết hợp với học tập mà giá vé rẻ bất ngờ. Ngày thường 80k, cuối tuần 120k. Mua combo 10 vé chỉ 720k. Chấn động chấn động, vé tháng chỉ còn 799k. Các con thì cứ chơi thỏa thích, còn papa thì cho nghỉ ngơi tí nha.